Thưa quý anh chị thân mến, chúng ta đã xem rất là nhiều căn ở tại dự án Battery Center Point cũng như là dự án Lumiere Boulevard rồi. Thì ngày hôm nay Tấn sẽ giới thiệu đến cho tất cả các anh chị căn 2 phòng ngủ. Căn này đã hoàn thiện nội thất thuộc tòa C của căn nhà. Căn này nằm ở vị trí tầng cao và view rất là đẹp. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng vào bên trong để chúng ta cùng khám phá nhé. Và trước khi vào bên trong thì một lần nữa lại Tấn lại giới thiệu cho các anh chị chúng ta mặt ngoài một cách chi tiết và phía mặt trong của ngôi nhà, để cho những anh chị chúng ta đang theo dõi clip này thì chúng ta sẽ có đầy đủ những thông tin để các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua hay đầu tư hay có để ở trong thời gian sắp tới. Về hành lang của chúng ta thì chúng ta sẽ có sảnh hành lang rộng là 1m8. Và ngoài ra nữa thì hai bên dãy của hành lang của chúng ta được chủ đầu tư Matroy Home bàn giao rất là chu đáo và chi tiết. Ví dụ như tất cả các anh chị chúng ta xem ở đây thì hầu như là những anh chị chúng ta xem những cái thiết kế như thế này á, thì ở những cái khu resort là chủ yếu, đúng không ạ? Nhưng mà ở tại Matroy của chúng ta được chủ đầu tư thiết kế cũng như bàn giao theo cái phong cách resort nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao, từ phía bên dưới của tòa nhà, từ cách bàn giao vận hành cho đến về chất lượng xây dựng và những cái nội thất mà biểu tư bàn giao thiết kế cũng như là vận hành ở tại dự án của chúng ta đang hiện hữu bây giờ. Và với những cái thiết kế cũng như là về mặt chi tiết, về những ánh đèn, về chuông cửa, hoặc là từ thiết kế mặt ngoài cho đến những cái viên gạch đá phía bên dưới này, chủ đầu tư thiết kế rất là bài bản để gửi đến cho cư dân của mình. Đây là một căn hộ cao cấp được chủ tư Matroy Home thiết kế cũng như là bàn giao. Và loại sản phẩm này á, thì thực sự là đây là một trong những căn hộ chuẩn xanh và sang nhất ở đại đô thị Grand Park, và là một trong những sản phẩm được khách hàng lựa chọn rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng khám phá phía bên trong của căn nhà. Đây chính là hệ đây là hệ cửa chống cháy hai lớp rất là dày. Ngoài ra thì đây chính là những ốc vít và những bản lề cũng của thương hiệu Hafler. Đây là những cái rất là nhỏ mà bản thân Tấn cũng như chủ đầu tư Matroy Home muốn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị khi mà các anh chị đi tham quan những căn ở tại dự án Matroy Changeable này. Và cửa chúng ta là sẽ là cửa hai cánh các anh chị nhé. Cửa là cửa hai cánh rất là đẹp và sang. Đây là một cánh lớn này các anh chị. Còn một cánh nhỏ nữa là cánh này. Đó, trường hợp các anh chị mình muốn mở cánh nào cũng được, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ mở cánh lớn và cánh cửa nhỏ thì chúng ta đóng lại. Tại vì hai cái cánh cửa này á, thì cửa nhỏ thì sẽ là cái cửa gốc, còn cái cửa lớn này để chúng ta có thể di chuyển qua lại với nhau. Và đây là mắt thần cũng của thương hiệu Hafler luôn các anh chị. Và ngoài ra nữa thì cái mặt ngoài cái cửa này á, thì được chủ từ Matroy Home thiết kế rất là chi tiết ở cái chỗ là có một cái miếng miếng bằng nhôm này, chủ tư cách điệu làm cho căn nhà của chúng ta trở nên sang xịn và trở nên chất lượng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đó chính là hệ cửa này, hệ cửa khóa cửa này cũng là của thương hiệu Hafler đến từ Đức anh chị. Và cái hệ cửa này thì chúng ta sẽ có hai cái phương thức để mở. Một là chúng ta sẽ quét bằng mã số. Hai là các anh chị chúng ta sẽ có cái thẻ từ, chúng ta sẽ quét và chúng ta sẽ vào bên trong. Rồi xin mời tất cả các anh chị chúng ta vào bên trong căn nhà để chúng ta cùng tham quan và khám phá. Và cái không gian đầu tiên mà Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là không gian màu sắc được bố trí ở trong căn nhà, được chủ nhà cũng như Matroy Home, chủ đầu tư bàn giao là hệ thống bếp, tủ bếp có sẵn hết các anh chị nhé. Còn chủ nhà sẽ thiết kế thêm cũng như là có cái phần nội thất rời như thế này nữa. Thì cái tông mèo chủ đạo ở đây á, là tông mèo ấm, trung tính, được pha trộn với hai màu cơ bản. Một là màu trắng, hai là màu xám. Và cái phần đầu tiên Tấn chia sẻ đến cho tất cả các anh chị đó chính là phòng khách này. Với không gian phòng khách được chủ tư cũng như là phía bên chủ nhà đã hoàn thiện rất là bài bản và chi tiết đầy đủ để phục vụ cho gia đình có thể đến để mà sinh sống ở tại đây mà không cần phải mua thêm một cái gì hết. Chủ nhà muốn mang đến cho khách hàng là những người mua lại hoặc là thuê lại ở tại căn nhà này. Và đây chính là hệ ghế sofa, bàn, và phía bên đây chúng ta có tivi sẵn hết rồi. Ngoài ra nữa thì những cái hệ như thế này
thì được chủ nhà làm bằng gỗ an cường các anh chị nhé, rất là chất lượng. Phía bên dưới của chúng ta có những cái hệ tủ và chúng ta có thể để những cái đồ đạc. Tivi này là tivi 50 inch. Bàn của chúng ta cũng có hệ tủ phía bên dưới. Và căn này là căn có hướng đông nam rất là mát. Và căn nhà này thì chia sẻ lại với tất cả các anh chị, căn nhà này sẽ có hướng đông nam. Và hướng đông nam của chúng ta thì sẽ là hướng view công viên 36 hectare. Cùng với đó, dưới này đó chính là trung tâm thương mại Vincom Megamall, rộng đến 48.000 m², xây dựng là 5 tầng, đã đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 6 năm 2024. Còn nhìn phía bên dưới này là gì các anh chị? Phía bên dưới này đó chính là sân golf. Sân golf này là sân golf 32 slot. Các anh chị chúng ta đến để mà chúng ta vui chơi, đánh golf ở đây. Còn phía bên này đó chính là khu thấp tầng của dự án Vinhome Grand Park. Có tổng số lượng căn hơn 500 căn. Và đây chính là The Manhattan. Còn phía bên kia đó chính là Manhattan Glory. Còn ở giữa đó chính là trường học quốc tế Vinschool. Và phía xa xa bên kia đó chính là sông Đồng Nai, Awa City phía bên kia sông. Còn gần đây đó chính là dự án The Rivers của quận 9. Kế bên cái trung tâm thương mại, kế bên này đó chính là dự án The Albert One, đang trong quá trình nhận booking và sẽ mở bán vào tháng 9 năm 2024 này. Ngoài ra nữa, ở tại khu công viên vui chơi phía bên kia đó chính là VinWonder mà chủ đầu tư Vinhome đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào tháng 8 năm 2024 này. Và cái khu vực ban công này Tấn chia sẻ thêm và cho tất cả các anh chị, tại vì những cái video trước thì Tấn chia sẻ rất là kỹ, nhưng mà riêng video này thì Tấn cũng không thể nào bỏ sót được. Tại vì những anh chị chúng ta đã đi xem hay là đã có cơ hội xem một cái clip như thế này thì các anh chị cũng mong muốn là chúng ta xem một cách đầy đủ, cũng đúng ạ. Và đây chính là hệ ban công của căn nhà 2 phòng ngủ này. Chúng ta có cái ban công này kính lâu y 2 lớp và cao là 1m4, rất là an toàn cho gia đình có con nhỏ. Và ngoài ra nữa chúng ta có hệ lan can bằng inox như thế này, chống rỉ, chống sét, rất là đảm bảo an toàn. Đặc biệt là chủ nhà rất là tinh tế trong việc mà có thể thiết kế ở đây là một cái quầy bar. Các anh chị thích thì chúng ta có thể để một cái chậu cây ở đây để mà chúng ta có thể ngắm cảnh, cũng như là có một cái không gian sân vườn của mình. Và ở tại phòng khách một lần nữa, Tấn review cũng như là chia sẻ lại cho các anh chị là chủ đầu tư cũng như là chủ nhà đã làm hoàn thiện khá là đầy đủ hết rồi. TV, sofa, tủ đầy đủ. Cùng với đó là bàn ăn rất là rộng. Bàn ăn này thì có hai công năng. Một là các anh chị có thể ngồi ăn uống, hai là các anh chị có thể ngồi ở đây làm việc một cách thoải mái. Các anh chị mình để máy tính này, để laptop này, các anh chị mình để bộ hồ sơ giấy tờ rất là rộng các anh chị ha. Đó. Ngoài ra nữa thì chúng ta có cái thảm này. Đó, cái thảm này là nhỏ thôi. Còn cái mà Tấn muốn chia sẻ cho các chị chúng ta ở đây đó chính là cái nền này các anh chị. Cái nền này là được chủ đầu tư bàn giao bằng gạch granite. Gạch này là gạch rất là chất lượng và cao cấp của một cái dòng rất là nổi tiếng mà chủ đầu tư đã lắp đặt cho cái chủ nhà cũng như là cho dự án của mình. Và chia sẻ với tất cả các anh chị thêm một cái không gian nữa, đó chính là không gian này. Đây chính là cái tủ giày các anh chị. Tủ giày, cái hệ tủ giày rất là đặc biệt ở chỗ rất là chỉnh chu. Sau lưng cái này là các anh chị mình biết cái gì không? Sau lưng cái này đó chính là cái đó. Các anh chị mình thấy không? Cái trường hợp ví dụ như là rất là chi tiết và rất là tinh tế. Đây là cầu giao tổng. Ngoài ra thì phía bên dưới này đó chính là hệ tủ giày phía bên dưới. Còn có trường hợp các anh chị mình đi về mà có những cái đồ dụng cụ như áo mưa hoặc là đồ giày dép các anh chị mình nhiều quá thì các anh chị mình có thể để ở trong này. Còn phía bên trên này thì cũng là một cái hệ tủ nữa các anh chị nhé. Còn đây chính là cái gương các anh chị. Đây là cái hệ thống máy lạnh mà chủ tư có bàn giao cho gia chủ của mình, thương hiệu Panasonic, thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản. Chủ tư Master Home bàn giao có hệ thống tủ bếp trên, tủ bếp dưới và cái không gian bếp này đầy đủ cho gia chủ luôn. Như các anh chị chúng ta đang thấy, thứ nhất là hệ thống, đây là bếp, này là bếp hình chữ L, đây là bếp, đây là vòi theo thương hiệu Hofler các anh chị nhé.
có hệ thống máy lạnh bàn giao cho mình luôn. Trường hợp mình bật cái máy lạnh lên, máy nóng lên cái là mình rửa chén bằng nước nóng rất là sạch. Còn phía bên này đó chính là những hệ tủ của mình. Đây, chủ nhà có thiết kế cái phần này là ốp chén này các anh chị. Và ngoài ra nữa thì chúng ta những cái hệ tủ bên này cũng rất là tiện. Rất là tiện. Đồng thời cái nền gạch này các anh chị, cái nền này đó, thì trường hợp mà các anh chị mình chế biến món ăn hay là chúng ta rửa gì đó, chúng ta chỉ cần lau một cái là cái nền này sẽ rất là sạch. Và đặc biệt đó chính là bếp này. Bếp này là đúng là thương hiệu Hofler của Đức này các anh chị. Bàn giao này là bếp này nấu được 3 bếp, bếp lớn với là 2 bếp nhỏ. Rồi ra nữa thì đây là máy hút mùi. Tủ này là đậu này các anh chị. Ngoài ra nữa thì chúng ta có được chủ đầu tư bàn giao đó chính là lò nướng. Lò nướng này á, là cũng của thương hiệu Hofler. Và phía bên dưới này á, đó chính là cái nơi thoát khí của cái lò nướng này các anh chị nhé. Còn dưới này cũng là cái hệ tủ thôi. Rất là đầy đủ. Tức là máy giặt đầy đủ hết rồi. Máy giặt của Samsung. Đây là phơi đồ này. Đó, cũng của thương hiệu Hofler này luôn các anh chị. Đây là tủ để những cái đồ. Đây chính là vòng tắm của mình. Đây thực sự là tắm muốn chia sẻ cho các bạn các anh chị mình một cách chi tiết là tại vì sao. Tại vì khi mà các anh chị mình mua hay là đi thuê á, thì những cái này á, là thực sự là ít khi mà nhắc đến nhưng nó rất là quan trọng thì tại vì chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên. Ví dụ như là vòi nóng của mình này cũng có hệ thống nước nóng ra ngoài đài tản chỉ cho các anh chị. Trường hợp các anh chị mình xuống sử dụng nước nóng đúng không, chúng ta bật lên trong vòng khoảng chừng 3 phút 2 phút đến 3 phút là nóng cực kỳ nóng luôn. Cùng với đó là sử dụng nước nóng rất là lâu. Trường hợp các anh chị mà sử dụng xong, các anh chị mà tắt một cái, sau đó thì từ đây tới chiều tối nước vẫn còn nóng cho các anh chị. Cái thứ hai đó chính là cái này là máy hút mùi. Cái này là bật nóng hút mùi. Còn đây là cái hai cái hệ thống điện. Một cái hệ thống điện các anh chị mình rửa mặt, rửa tay. Còn hệ thống điện này thì là sẽ các anh chị mình tắm là chúng ta sẽ sử dụng cái đèn đó. Và phía bên trong á, thì thực sự là chủ tư bàn giao rất là tinh tế và đầy đủ. Ví dụ như bồn tắm này, nhà vệ sinh thương hiệu Hofler này. Những cái đây á, là của thương hiệu Getty nha các anh chị. Của thương hiệu Getty rất là nổi tiếng của Ý này. Thì chủ tư bàn giao rất là kỹ và chi tiết như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đến những cái không gian khác nha. Chúng ta đi vào căn phòng ngủ này. Phòng ngủ master thì các anh chị mình ráng đợi thêm một xíu nữa và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái không gian phòng master sẽ là không gian đẹp nhất. Đây, cho các anh chị chúng ta ngồng cắm view nè. View này á, là như các anh chị chúng ta đang vừa mới nãy xem á, là view về hướng đông nam view sông đúng không ạ? Và đây đến là những căn mà hướng view sông giá trị rất là đắc địa. Chủ nhà đã làm rèm hết đầy đủ hết rồi, có nệm cho các anh chị mình luôn. Đó, bên đây có ghế, có bàn cho các anh chị có thể ngồi làm việc này. Đó, chúng ta làm việc xong rồi chúng ta có thể nằm ngủ luôn các anh chị. Còn phía bên này đó chính là hệ tủ này. Đây, rất là chất lượng các anh chị ạ. Cửa này á, là hệ thống gỗ này là của An Cường luôn nha các anh chị. Bên dưới này là những cái hệ tủ này, đầy đủ luôn. Bên đây là những cái bức tranh để mà trang trí. Bên đây là cái miếng dán tường nha các anh chị. Phía bên trên này á, là chủ tư đã bàn giao một cái hệ thống máy lạnh Panasonic rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng qua khám phá phòng master. Wow, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng ra ngắm view trước nè. Thực sự là view của những cái hướng mà đông nam như thế này á, thì tất cả đều là view hướng đẹp các anh chị. Rất là đẹp các anh chị ạ. À. Kia là công viên ánh sáng, kia là khu quảng trường. Hiện nay chủ tư Vinhome đang trùng tu lại cũng như là có một số thứ thay đổi về mặt công năng cũng như là về những cái trò chơi trong đó. Thì phía bên này á, phòng ngủ của chúng ta cũng được chủ nhà bàn giao. Có nệm sẵn này. Có đây là nơi để ngồi trang điểm nè các anh chị. Còn đây chính là cái hệ tủ này. Tủ để trao đồ. Tân rất là thích những cái hệ tủ kiểu như thế này. Rất là tiện. Tủ này tất cả loại gỗ này cũng của An Cường hết nha các anh chị.
hệ thống máy lạnh, đèn đồ đầy đủ hết luôn. À đây chính là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì như Tấn chia sẻ ở những cái clip trước rồi, thì các anh chị chúng ta có thể xem qua thôi. Rồi, những cái thông tin cũng như là những hình ảnh, những cái chia sẻ của Tấn ở tại căn nhà 2 phòng ngủ có diện tích là 72m², thông thủy là 67m², được hoàn thiện nội thất đầy đủ, và hiện nay chủ nhà cũng đang có nhu cầu cho thuê với những căn 2 phòng ngủ như thế này. Nếu anh chị chúng ta đang quan tâm đến những cái căn 2 phòng ngủ mua trực tiếp với chủ đầu tư, mua chuyển nhượng hoặc là cho thuê ở tại dự án Master Residential Boy và dự án Lume Boulevard có nội thất hay là những căn đầy đủ như thế này, hoặc là những căn bàn giao theo tiêu chuẩn của chủ tư thôi, thì các anh chị cứ liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn có rất là nhiều căn ở tại dự án này, những cái bất động sản cao cấp từ cao tầng cho đến thấp tầng ở tại Vinhome, để mà hỗ trợ cũng như chia sẻ đến cho tất cả các anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi clip này, và chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe. Và những cái clip tiếp theo Tấn sẽ quay thêm căn 2, căn 3 phòng ngủ, căn 1 phòng ngủ, về tiện ích, về nội khu, về tất cả những gì ở tại dự án Mastery cho tất cả các anh chị chúng ta cùng theo dõi và cùng khám phá nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo.